cầu thủ tám miền Nam. Toàn đội đã thi đấu rất cố gắng và giành được thắng lợi như ý muốn của bản huấn luyện đề ra. Chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa. Có thể nói cá nhân em ngày hôm nay cũng như là các trận đấu trước của U18 Việt Nam đã thi đấu thì rất có thể nói là rất cố gắng và nỗ lực. Ngày hôm nay thì em cũng có được một bàn thắng thì bản thân em có đặt ra cái mục tiêu gì trước khi giải diễn ra không, hay và cái động lực nào mà em đã thi đấu có thể nói là thực sự rất cố gắng như vậy? Là đặt mục tiêu và mỗi trận mình sẽ thi đấu thật tốt và ai như vậy mọi người thi đấu được tự ra đều không nên thất vọng và em sẽ cố gắng trong những trận tiếp theo. Điều gì khiến em hài lòng và chưa hài lòng nhất sau 3 trận đấu của U18 Việt Nam? Thì khiến em chưa hài lòng là đồng đội vẫn chưa được gì, đồng đội vẫn chưa ổn định và điều em hài lòng là đồng đội đã cố gắng hết sức mình. Ở trận đấu tới thì chúng ta sẽ gặp cầu thủ U18 Thái Lan, thì em cũng như toàn đội đã có cái thông tin để nghiên cứu gì về đội bóng này chưa, và huấn luyện viên Hoàng Tuấn cũng đã có những căn dặn gì về trận đấu tới chưa? Thái Lan là một đội bóng rất quen thuộc đối với Việt Nam mình trong tất cả các cấp độ đội tuyển. Và còn về huấn luyện viên Hoàng Tuấn thì cái đó là chuyện của chuyên môn, thì bên chuyên môn sẽ giải quyết cái này. Campuchia đã thắng Thái Lan, vậy thì em đánh giá như nào về đối thủ này khi mà trận cuối cùng chúng ta gặp họ? Em không quan tâm lắm về cái chỉ số của đội Campuchia với Thái Lan. Em chỉ quan tâm là Việt Nam mình sẽ đấu với Thái Lan trận tiếp theo. Em nghĩ rằng với cái phong độ hiện tại thì U18 Việt Nam có thể vào đến trận chung kết hay không? Em nghĩ là có thể chứ, vì đội đã cố gắng hết sức.